Sao em thấy vậy rồi em kêu là không được đâu anh ơi, mình mới quen mà không có được như vậy đâu. Trời ơi, coi như mặc kệ những gì em nói, tay thì xé bao con sói ra, coi như là mọi thứ là cứ đi trơn tru theo ổng. Xin chào hai em. Dạ. Đấy, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Phú Thận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thái Hòa, năm nay 30 tuổi. Em hiện đang là nhân viên văn phòng. Em sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là vợ em. Còn em? Dạ, em xin chào MC Hồng Vân và MC Quốc Thuật. Em tên là Tuyết Nhung, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng và là giáo viên tiếng Anh tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hai bạn là chắc có lẽ là quen nhau trong trường hợp là chắc là ở gần nhà nhau rồi, là quen nhau đúng không? Dạ, thì giống như là một cái duyên á. Thì em với vợ em trước đây là không hề quen biết. Có một người bạn mới rủ em đi cà phê tiếng Anh, thì em mới gặp vợ em lúc đó. Thì cái ấn tượng của lần đầu gặp vợ em là nhìn vợ em rất là truyền thống luôn. Tóc thì tóc đen tuyền, xõa ngang vai, mái ngố. Mà có mặc đồ truyền thống không? Dạ, cũng mặc đồ truyền thống. Cảm giác đầu tiên của em là giống như em bị sét rồi đúng không? Dạ, cái ngoại hình nhìn là thích liền đúng không? Cô gái truyền thống Việt Nam đúng không? Dạ. Còn em thì sao? Em gặp ảnh thì em thấy thì sao? Dạ, thì ban đầu em gặp ảnh là em cũng không có ấn tượng gì đâu. Có một cái ấn tượng mà em nhớ về ảnh á, là lúc mà em dạy tiếng Anh cho ảnh, xong rồi ảnh học ví dụ, ảnh đưa cái câu là "Can you show me the way to your heart?" Có nghĩa là em có thể chỉ cho anh đường đến trái tim của em hay không? Đó. Trời ơi, vừa mới học tiếng Anh xong là bung ra cái câu thả thính như vậy rồi. Lúc đó em rất là rối bời luôn, không biết là có ngụ ý gì hay không. Ở sau đó thì sao? Chắc chắn là em phải là phải lên một cái kế hoạch gì đó để mà mua cô giáo này đúng không? À, đúng rồi. Thì lúc sau đó là tuần nào em cũng đi quán cà phê tiếng Anh đó để em kiếm vợ em. Thì lần thứ hai thì em không gặp được vợ em. Lần thứ ba thì em mới gặp lại được vợ em. Và lúc đó em bắt đầu là xin số điện thoại, nhắn tin rồi rủ vợ em đi ăn rồi đi chơi giống như tư cách là bạn bè vậy. Nhưng mà cô ơi, lúc đó là cô đã có ý trung nhân chưa? Cô có bạn trai chưa? Dạ, lúc đó thì em mới chia tay bạn trai xong ạ. Có một cái biến cố như vậy là cái người bạn đó, bạn của vợ em bây giờ nè, thì có ẹp Facebook em và nói là bạn trai của vợ em. Hai người đang có trục trặc thì kêu nói là em đừng có xen vào chuyện giữa hai người. Thì em mới copy cái dòng tin nhắn đó, em hỏi thẳng vợ em luôn là em với người này như thế nào, đã chấm dứt hay chưa. Thì lúc đó vợ em mới kêu là cái người này đã chấm dứt mà cách đây 2 tháng rồi và đang làm phiền. Thì để nhân cơ hội đó thì em tới luôn, ngỏ lời luôn. Rồi sau đó thì như thế nào? Tình cảm của các em nó có cái gì vui không? Trời ơi, trong cái quá trình quen á, tụi em nói chung là không còn giữ kẽ gì với nhau nữa rồi. Nói chung là có bao nhiêu cái thứ gì gọi là xô hết ra cho nhau luôn. Thì em nhớ là có một lần mà tụi em nắm tay nhau đang đi bộ, rất là tình cảm nha. Xong rồi cái tự dưng chồng em á, nắm nhẹ tay em, kéo xuống dưới mông gì nè. Trời ơi, tặng cho em một quả bom nguyên tử luôn. Nó kêu một cái bụng, to ơi là to luôn. Trời ơi, sao em kêu trời cái gì vậy? Ghê vậy ông nội. Đó, xong rồi cái từ đó trở đi là em gọi chồng em biệt danh là bụng. Rồi sao nữa, còn thật xấu gì không? Mới đầu em rất là thần tượng vợ em nha, giống như là vệ nữ, bao nhiêu cái tính tốt ở trong người á là vợ em có hết. Nhưng mà lúc quen mới biết là không phải như vậy. Thì vợ em là hay nói yêu thương em ngoài đường lắm. Sau này em có như thế nào thì em cũng bên cạnh anh mãi mãi, không bao giờ rời xa anh. Ngay lúc đó luôn, có mấy chó nhảy ra sủa, em mới đứng ra em đỡ vợ em, nghĩ là vợ em đứng sau thôi, tại vì sợ chạy mất dép ra đâu không biết luôn. Đó, nghiệp quật ngay lúc đó luôn. Có nghĩa là chó vừa cắn là bà mất xác luôn, không thấy bà đâu. Tại vì em sợ chó lắm. Cái mối tình của các em chắc nhiều câu chuyện vui lắm luôn á. Dạ, anh đúng hiểu rồi. Lúc mà các em cãi nhau thì như thế nào ta? Ai đứa nào là đứa thắng? Em cãi lúc nào cũng đòi thắng hết trơn á. Bằng mọi cách em phải là người thắng. Cãi lộn kiểu nguy hiểm lắm anh. Có lần cãi nhau cứ em cương lên luôn thử một lần xem sao. Đòi chạy ra quốc lộ các em phải níu lại rồi hay diễn nữa. Ví dụ mà ấy lên giận lên xong em đau bụng quặn cái nằm lăn xuống dưới đất vậy. Bữa đó nằm bất động luôn, nhưng mà một vài lần trước là em biết rồi. Em năn nỉ mấy lần trước, em năn nỉ ghê lắm. Lần này em biết rồi, em ném đôi dép ngồi chờ luôn. Giờ coi chừng nào đứng. Bà nằm ngồi chứ bà mệt chứ bà ngồi dậy. Nằm hồi mệt quá dậy. Tự tỉnh luôn hả em? Dạ đúng rồi, tại diễn nhiều lần quá rồi. Mấy lần trước thì người ta còn cảm mình, người ta còn này nọ. Nhưng mà làm tới làm luôn một bài cái là
để mặc kệ luôn. Nằm liếc liếc em biết à. Liếc đó. Coi coi em có làm gì. Ê, còn lộn cơ bò vậy hả? Còn dạ. Các em quen nhau bao lâu thì mới cưới nè? Tụi em quen nhau gần 2 năm mà. 2 năm trời chắc là đi chơi xa với nhau nhiều lắm đúng không? Dạ đúng rồi, coi như là mỗi tháng gọi là đưa nhau đi trốn á. Tháng nào cũng đi xa với nhau hết trơn á. Cái chuyến đi mà lần đầu tiên của tụi em á là chuyến đi đến Bình Ba. Thì không hiểu sao mà xui sao hôm đó trời mưa to lắm. Thế là hai đứa ướt sũng luôn. Cái xong rồi lại quay về phòng. Và lúc đó thì em cứ còn ngây thơ kiểu gì á. Xong rồi cái anh này ảnh sấn tới em. Cái tự nhiên ôm xong rồi hôn em. Xong rồi gọi là đi xa vấn đề luôn. Sao em thấy vậy rồi em kêu là không được đâu anh ơi. Mình mới quen mà không có được như vậy đâu. Trời coi như mặc kệ những gì em nói. Tay thì xé bao con sói ra. Coi như là mọi thứ là cứ đi trên chua theo ổng. Mặt em lúc đó đơ luôn mà. Đây là đâu? Trời ơi, tôi đang làm gì vậy? Không biết làm gì luôn. Làm luôn. Dạ, làm gì làm. Còn em mặt đơ ra. Em không biết gì luôn. Nhưng mà có làm được không? Làm được có 2 phút à. 2 phút là xong xuôi hết câu chuyện rồi đó. Tại chắc em đơ quá đó. Cái đơ quá, mất cảm xúc. Mất cảm xúc. Không còn cảm xúc nữa. Rồi sau đó thì sao? Bao lâu thì ảnh mới cầu hôn em? Khoảng 2 năm là bắt đầu ảnh cầu hôn em. Thì cầu hôn nó cũng không có giống như người ta đâu. Thay vì là phải tạo ra bất ngờ đúng không? Thì coi như là em là đạo diễn trong cái cuộc cầu hôn nó luôn á. Coi như là mọi thứ là em lên chi tiết hết. Tại chị biết phụ nữ mà thích lãng mạn nè, thích được cầu hôn nè. Cái em chỉ ảnh các cái cầu hôn như thế nào. Em kêu là khi mà cầu hôn em á, phải quỳ xuống nha. Đó, quỳ xuống trao nhẫn rồi phải nói lời ngôn tình nè. Xong rồi cái em sẽ giả vờ đứng lên em khóc và em ôm anh giống như kiểu bất ngờ vậy đó. Trời ơi, bà chỉ đạo hết luôn hả? Dạ, em chỉ đạo hết luôn. Xong rồi cái hôm đó đi Nha Trang với nhau. Thì em có nhờ bé em, nè em nhớ quay phim lại cho chị nha. Em đang canh cái thời cơ mà có đám đông đứng ở đó đó. Đó, xong rồi em kêu anh ra diễn đi nhanh lên. Mọi người đang đứng ở kia kìa. Xong rồi ra giữa đám đông đứng nha. Xong rồi nhạc rền vang lên, xong rồi ảnh quỳ xuống coi như là làm răm rắp theo những cái lời mà em đạo diễn làm chỉ luôn. Đó rồi có trao nhẫn nè, xong rồi nói lời ngôn tình nè, xong rồi đứng dậy, xong rồi hôn em. Không gian đó là lãng mạn, gọi là đúng ý của em luôn á. Coi như cái là lời ngôn tình đó em có viết cho ổng luôn không? Dạ có, em chỉ đạo hết luôn mà. Anh ảnh đơn như khúc gỗ vậy á. Tiếng Việt à. Trời chứ học từ khi quen em giờ là tiếng Anh coi như là càng ngày càng tệ luôn á. Em có nhớ cái câu mà cái câu thoại mà cô ấy cũng viết cho em không? Em quỳ xuống rồi em nói là quên rồi hả? Rồi câu đó câu sao đâu câu nhưng mà thời gian quen em thì em làm cho anh cảm thấy giống như là mình và là người đàn ông đích thực vậy đó. Gặp em là anh coi như anh thay đổi hoàn toàn diện luôn. Em là người phụ nữ gọi là đáng quý ha, người phụ nữ độc đáo và dạ, đặc biệt nhất giống như viên kim cương quý giá vậy đó. Gặp được em coi như là anh có được tất cả rồi đó. Cho nên bây giờ nhân dịp giây phút này thì anh hy vọng là em sẽ trở thành vợ của anh. À. Trời ơi, chị hỏi em nào hôm đó em làm theo cái sự chỉ đạo em á, cái cảm xúc em ra. Em thì em là người không thích như vậy. Vợ em thích làm màu. Mà lúc đó em sao Nhung? Lúc đây cũng diễm mà, lúc đó nước mắt em chảy ra này. Diễn kinh khủng. Lúc đó em chạy ra coi như là em cảm động lắm trời ơi. Trời ơi, em cảm động gì đâu á trời ơi. Xong cái em ôm ảnh em khóc. Clip nó còn còn anh báo lên Facebook đó. Trời, để về chắc ta em Facebook để tôi còn clip đó, tôi cười chết luôn thiệt đó. Đó. Sau đó cái cầu hôn đó là bao nhiêu lâu thì đám cưới? Mình cầu hôn từ tháng 3 xong rồi tới tháng 11 là phải em cưới. Dạ. Trong cái tiệc cưới em có đạo diễn cho ổng một cái màn trên sân khấu không? Có luôn. Có luôn hả? Dạ. Lúc đó thì em phải bắt ảnh là phải biểu cảm trên khuôn mặt sao sao như thế nào. Em hát rồi em bước lên trên khán đài. Rồi ảnh phải ngôn tình rồi dìu dắt em giống như là đang khiêu vũ vậy đó. Đó, chứ bình thường mặt anh này ảnh đơ lắm mà cũng khiêu không biết nói lời cảm xúc. Rồi khúc cuối phải quỳ xuống cầm hoa đưa lên cho vợ em. Ôi thiệt rồi. Mà bữa đó làm tròn nhiệm vụ không? Tròn chị. Rồi cái đêm tân hôn em có đạo diễn cho ổng đâu? Trời ơi, đêm tân hôn của người ta thì hì hục người ta làm chuyện đó đúng không? Đêm tân hôn của tụi em là hì hục ngồi đếm tiền. Đếm xong rồi cái lanh ra ngủ luôn, không có làm gì hết trơn á. Mà xong rồi cái ngày hôm sau đi trăng mật với nhau. Tưởng đâu là sẽ gỡ lại là làm ăn lại được rồi. Nhưng mà ai ngờ em lại bị chó cắn. Không biết kiếp trước có thù kiếp gì, tiền kiếp với loài chó sao. Gặp mình là sủa, gặp mình là cắn. Cắn xong rồi cây, thế là chồng em phải đưa em về trung tâm phải đi chích ngừa. Đâu làm ăn được. Dạ, chích ngừa xong rồi cây em bị sốc phản vệ. Cây em ói, cây em ngủ ly bì mấy ngày trời luôn.
Thế là toàn trăng mặt, được gọi là toàn ngửa mặt luôn, nó không có làm ăn được gì hết trơn á. Đúng là dập mặt luôn. Dạ dập mặt luôn. Mà sao cũng đợi em, chó nó ghét. Em không biết, em cũng tuổi chó mà không hiểu sao chó nó ghét em á. Rồi, cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới nhau cũng được một năm rồi. Chắc hiểu nhau quá rồi, từ cái lúc. Dạ chưa ạ. Nói nghe nè, ở nhà là bà có hay đạo diễn cho em những cái màn gì khác không? Có anh. Thôi bây giờ hôm nay nhân cơ hội này em có thể nói ra một vài tật xấu của vợ em. Tật xấu của vợ em là hay bắt em diễn với lại ghen. Mà ghen kinh khủng nha, ghen 4 cấp độ luôn. Đầu tiên là ngày xưa là ghen trong quá khứ. Xong rồi giờ bắt đầu ghen trong hiện tại. Xong rồi ghen trong mơ. Rồi còn ghen trong tương lai nữa. Cha tương lai ghen với ai? Đang đi xe em cái kêu lỡ mai mà em có chuyện gì xảy ra mà không còn bên anh nữa, anh có ở vậy anh tôn thờ em không? Cái em thì em biết ý là muốn nói gì rồi, nhưng mà em khoái nói ngược lại, tính em nhây mà. Cái em nói là tất nhiên anh phải kiếm người khác chứ ở vậy hoài sao được. Cái đó, đó là ghen lên. Là ghen sao? Lúc đó làm sao? Lúc đó là xít cổ em trên xe luôn, xíu đều muốn tông xe luôn. Vậy luôn á hả? Kinh khủng lắm. Là ghen trong tương lai. Ghen trong tương lai đó. Còn ghen, ghen trong mơ nữa, là hai cái mà ghê. Ghen trong mơ là sao? Ghen trong mơ là sao? Có một bữa là hai vợ chồng đang nằm ngủ, cái vợ em quơ tay múa chân ghê lắm, đánh vô em liên tục luôn. Cái em thấy thương vợ em quá, chắc là bị mộng du hay gì, bị nằm mơ ác mộng á. Em mới ôm vợ em trong lòng ngủ tới sáng luôn. Cái sáng vợ em mới kêu là biết hôm qua sao em đánh anh không? Em mơ thấy anh ngoại tình. Nhưng mà cái người mà chồng em ngoại tình là em có thấy khuôn mặt không? Em thấy hình cô nào cũng đẹp gái lắm luôn á. Đó, xong cái tự nhiên em ghen, mà một khi em ghen là em khoa tay của cho là em quýnh liên tục vậy á. Đó là tật ghen. Rồi, còn tật xấu gì nữa? Có yêu thích chồng một cách gọi là cuồng nhiệt không? Đó. Nói chung là cũng có anh. Lúc nào đi đâu cũng bám đuôi theo chồng á. Không rời xa một gan một tấc luôn. Tối ngủ hay rút nách em ngủ không anh? Khoái vậy sao á? Khoái ngửi nách. Rồi, hết rồi phải không? Dạ, vợ em. Tới em đó, anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em á, tật xấu của chồng em là chơi dơ với chơi lầy. Vợ chồng em có cái thói quen là làm gì cũng phải làm chung với nhau hết. Tắm là cũng phải tắm chung với nhau luôn. Đó, thì cái một hôm có cái đợt tắm chung, xong rồi chồng em kêu là họ để anh tắm nước ấm cho vợ nha. Xong rồi lúc đó em cũng cảm thấy là có nước ấm chạy lên người em. Nhưng mà nước ấm này á, cái mùi nó kỳ kỳ. Xong cái em quay lại em nhìn chồng em, trời ơi em tát lại luôn. Em có nghĩ là nước ấm từ vòi, nhưng mà không, nước ấm từ vòi của chồng em. Ôi lầy quá vậy em. Lầy thiệt. Trời ơi, quá lầy lội quá. Tận hưởng với anh. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là thật xấu nữa, đó là ổng buổi sáng dậy á, chị biết không, là mồm hai đứa đều rất là thối. Mà ngày nào cũng đè em ra em hôn buổi sáng, gọi là hôn tình yêu này nọ. Nhưng mà em không chịu được nổi cái mùi đó luôn. Mới ngủ dậy kia còn chạy ra mà, rồi vậy mà tò hôn em này nọ. Xong rồi chưa kể nữa, mà ổng này ổng chơi dơ. Mỗi lần mà ngồi rảnh với em là ngồi móc cước mũi. Móc cước mũi xong rồi chét đầy lên người em này nè. Đó, xong rồi khoe chiến tích. Nè em nhìn coi cục này bự không, cục này đẹp không. Trời lầy quá. Rồi nó nghe nè, vợ chồng tắm chung, cái làm gì cũng chung chứ. Chắc anh ấy siêng năng lắm dùng điều đó đúng không? Lúc mà mới cưới mà, coi như ngày nào bắt trả bài hết trơn á. Đó, xong rồi mà ổng mà không trả bài đàng hoàng là coi như có chuyện á. Thì em nhớ là có cái hôm mà 4 ngày liền ổng mệt quá không có trả bài cho em được. Xong tự nhiên ngày hôm sau cái em bị đèn đỏ luôn. Đèn đỏ dí là tới hết một tuần luôn, rồi là tổng cộng là hết 11 ngày. Thế là không làm ăn được gì hết, cái em nổi điên lên. Hôm sau em lên công ty, em spam tin nhắn. Nói chung là em làm phiền, không cho làm việc luôn. Từ sáng tới chiều luôn. Rồi sau đó là có cộng dồn là trả một lần đúng không? Có, trả nguyên tuần luôn mà. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thì chồng em á, đối với em là ảnh là toàn diện hết rồi. Rất là yêu thương em, việc gì cũng san sẻ làm với em hết. Cho nên cũng không có nhiều tật xấu. Thì em cũng không mong ảnh thay đổi điều gì hết. Dạ. Rồi còn em có mong muốn bà xã thay đổi điều gì không? Em thì em cảm thấy rất là may mắn vì có một người vợ như vậy rồi. Em chỉ có một mong muốn là vợ em bớt nóng tính lại. Tại vì lúc mà nóng tính lên vợ em hay nói những cái câu rất là khó nghe. Với thứ nhất là, thứ hai là nóng tính thì nó làm cho sức khỏe của mình nó bị thuyên giảm. Mình nóng tính lên mình mệt tim mà. Dạ. Mà ủa em nóng dữ lắm hả? Dạ đúng rồi, em mạng hoại em à. Không, thực ra tại vì hai bạn này mới có 1 năm á. Cái năm đầu tiên là năm tụi em phải cọ sát về tính tình của nhau á. Dạ đúng. Để mà tụi em tự biết là mỗi người phải bớt cái tôi của mình lại. Để tụi em hòa hợp lại. Thì đây vẫn còn là cái thời gian mà tụi em phải bàn bạc, phải đối diện với nhau về tất cả mọi phương diện. Anh cũng mong là các bạn sẽ hoàn hảo hơn,
nha. Mọi thứ sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn, dạ, để mà sẵn sàng chuẩn bị chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình chúng ta nha. Dạ. Xin cảm ơn các em. Cảm ơn.